Các bạn thấy thế nào nếu như Stargazer có thêm phiên bản lái SUV? Ngoại trừ Honda PRV và Kia Carrion, vốn đã được thiết kế mang hơi hướng crossover, mọi mẫu MPV hạng B khác trên thị trường hiện tại đều có một biến thể lái SUV như Toyota Veloz, Mitsubishi Xpander Cross và Suzuki XL7 là những cái tên đại diện cho nhóm xe này. Và danh sách MPV hạng B lái SUV có thể sẽ được bổ sung thêm một cái tên nữa là Hyundai Stargazer X trong thời gian sắp tới. Vào hồi đầu tháng 3 năm nay, tin đồn đã được lan truyền khi hãng Hyundai đăng ký bản quyền thương hiệu cho cái tên Stargazer X ở thị trường Indonesia. Chẳng bao lâu sau đó, những chiếc xe được cho là Hyundai Stargazer X đã liên tục bị bắt gặp khi chạy thử trên đường phố của quốc gia này. Được che kín gần như toàn bộ thân xe, điều này chứng tỏ là phiên bản X sẽ sở hữu nhiều chi tiết ngoại thất mới, khác biệt so với bản thường. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem có những thông tin đáng chú ý nào về phiên bản mới của mẫu xe này nhé! Kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 10, Stargazer đã gây tranh cãi về thiết kế. Người thì khen đẹp giống như một phi thuyền không gian, người lại chê nhìn không thuận mắt. Không giống những chiếc MPV phổ thông cỡ nhỏ thông thường, Stargazer có thiết kế lạ mắt, thừa hưởng từ đàn anh Hyundai Staria với kiểu dáng bo tròn. Về thiết kế mới này, quan sát ảnh chụp lén đầu tiên phải kể tới các tấm ốp vòm bánh bằng nhựa, khá là hầm hố và giống với Kona thế hệ cũ. Tiếp đến là bộ mâm 5 cánh kép có 2 tông màu, có vẻ lớn hơn 1 inch so với phiên bản Stargazer hiện hành và bằng với kích thước của các đối thủ. Và đặc biệt là Stargazer X đã có phanh đĩa cho bánh sau, đồng nghĩa với việc có thể là Hyundai sẽ sử dụng phanh tay điện tử cho xe thay vì phanh tay cơ như hiện tại. Ngoài những sự khác biệt ngoại thất theo phong cách SUV, phần còn lại của Stargazer X được lộ diện, hứa hẹn sẽ không thay đổi nhiều so với phiên bản thường. Về cơ bản thì xe sẽ có ngoại hình mạnh mẽ, nam tính hơn. Vì là mẫu MPV lại SUV nên kích thước xe cũng có thể sẽ được tinh chỉnh giống như Mitsubishi đã làm với Xpander Cross. Ở phiên bản hiện hành, Stargazer có thông số kích thước ngang ngửa với những đối thủ trong cùng phân khúc, trong khi chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc ở mức 2780mm, khoảng sáng gầm thì 185mm, thấp hơn Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza Premio nhưng cao hơn Suzuki Ertiga Hybrid. Ở phiên bản mới này, qua hình ảnh có thể thấy là mẫu xe đã có một khoảng sáng gầm cao hơn, nhưng kích thước tổng thể nhìn chung thì vẫn chưa thấy thay đổi gì. Bên trong Hyundai Stargazer X sẽ là một không gian nội thất được thiết kế không khác biệt nhiều so với phiên bản thường. Theo nhân viên tư vấn bán hàng ở đại lý Indonesia, xe sẽ có thêm phần viền màu đen bóng bao quanh màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch tương tự như Hyundai Stargazer ở thị trường Thái Lan. Trong khi đó, với phiên bản đang bán ở Indo và Việt Nam, viền này được sơn màu xám. Nhờ sinh sau đẻ muộn mà hãng xe Hàn cũng trang bị nhiều tính năng tiên phong trong phân khúc ở ngay tại phiên bản hiện hành, như sạc không dây 10W tích hợp hệ thống làm mát, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây, hệ thống âm thanh Bose 8 loa trên phiên bản cao cấp, hệ thống khóa thông minh được tích hợp nút bấm khởi động xe từ xa trên chìa khóa, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau trên cao, vô lăng trên xe được bọc da 4 chấu tương tự như mẫu Tucson mới nhất, tích hợp thêm nhiều phím bấm điều khiển chức năng hỗ trợ cho người lái. Hệ thống an toàn thông minh Smart Sense của Hyundai Motor cũng được trang bị trên Stargazer là một điểm nổi bật nhất của mẫu xe này. Hệ thống này sử dụng camera phía trước cùng với bộ xử lý chuyên dụng để nhận biết tình hình giao thông, đưa ra sự hỗ trợ kịp thời cho người lái để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Nhìn chung thì trang bị là một trong những điểm mạnh nổi trội của Stargazer so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Nay lại có thêm phanh tay điện tử và giữ nguyên những tính năng đang có lẽ là sẽ giúp Stargazer thêm thuyết phục hơn đối với người dùng. Bên cạnh những thay đổi trên, nhiều khả năng là trang bị và động cơ của mẫu xe sẽ không khác gì so với bản thường. Cung cấp sức mạnh cho chiếc Stargazer bản gầm cao có thể là cỗ máy xăng Smartstream 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và moment xoắn cực đại là 144 Nm giống phiên bản thường. Tuy nhiên, khác với bản thường thì Hyundai Stargazer X chỉ dùng hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT và hệ dẫn động cầu trước mà thôi. Hyundai Stargazer có giá bán thuộc tầm trung từ 575 cho tới 685 triệu đồng. Đây là một mức giá được đánh giá có tính cạnh tranh cao so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Lợi thế cạnh tranh của mẫu xe này còn đến từ gói công nghệ Hyundai Smart Sense cạnh tranh song phẳng với hệ thống Toyota Safety Sense trên Veloz Cross. Tuy nhiên, trong tháng vừa qua, dù được các đại lý tăng mức giảm lên đến tận 120 triệu đồng, nhưng doanh số của mẫu xe này thậm chí không cải thiện mà còn ế ẩm hơn.
Kết thúc tháng 5, chỉ có 273 chiếc Hyundai Stargazer được bán ra thị trường, giảm 27,7% so với tháng trước đã bán được 378 xe. Và tổng doanh số 5 tháng đầu năm của mẫu xe này chỉ đạt 1.727 xe mà thôi. Nguyên nhân của sự kém hot Stargazer có lẽ đến từ thiết kế gây tranh cãi của mẫu MPV này. Hyundai Stargazer sở hữu thiết kế không theo xu hướng của các mẫu MPV hiện tại, tự đi một lối riêng với phần đầu nhọn vuốt thẳng về phía sau. Có người còn ví von xe giống như một con chuột máy tính hoặc na ná thiết kế của dòng xe đĩa bay Toyota Previa thập niên 90. Chính vì ngoại hình có phần đơn giản và hơi dị nên các chi tiết thường tạo nổi bật như là capo, cản trước, đuôi cũng không để lại dấu ấn gì nhiều, mặc dù trang bị thì lại không có gì để chê. Trước Hyundai Stargazer, thị trường xe Việt cũng có một số mẫu MPV mang thiết kế ngoại hình đơn giản, có thể kể tên như Nissan Grand Livina, Suzuki Ertiga, Toyota Avanza. Điểm chung của các mẫu xe này là đều rơi vào cảnh ế ẩm. Gần đây nhất thì Toyota Avanza Premio 2022 đã thay đổi thiết kế cụm mặt trước và kích thước vỏ xe theo hướng to và rộng hơn. Hiệu quả là sức tiêu thụ đã ghi nhận tăng dần lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện từ năm 2018 cho đến nay. Vậy nên hy vọng với sự thay đổi về thiết kế lần này của Stargazer X có thể sẽ giúp mẫu xe thuyết phục được nhiều khách hàng hơn về phần giao diện. Tuy nhiên, từ những hình ảnh lộ diện cùng với phần đầu xe không khác biệt gì nhiều thì có lẽ là hơi khó cho Stargazer. Và đó là những nội dung chính đáng chú ý trong Xế Cương News ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ anh em Xế Cương mình nhé. Bye bye!